Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc cạc ép Bucherer. Đây là một chiếc new full box chưa qua sử dụng. Đó, anh em thì thấy đây là một chiếc box của cạc ép Bucherer, một chiếc box bằng da, màu da là màu trắng sữa rất đẹp. Bên trong box thì sẽ có một chiếc gối này, sẽ có một ngăn nơi chứa một cái cuốn sách sử dụng của cạc ép Bucherer. Với cuốn sách này thì sẽ giúp anh em biết được nguồn gốc của thương hiệu cũng như là cái cách sử dụng sao cho đúng cách. Đó. Và đây là một cái hộp cắt tông ở bên ngoài của cạc ép Bucherer. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một chiếc với đầy đủ tính năng. Và đây thì sản phẩm đang được bọc siêu, mình sẽ tạm bóc cái siêu này ra để sâu sản phẩm lên cho anh em xem. Đây là một chiếc với đường kính là 38mm, một cái chiếc dễ đeo anh em ạ. Sử dụng một cái niềng benzen là niềng vàng khối 18K AU750 và đây là vàng hồng và nguyên khối anh em. Cái mã cũng như là một cái tên đầy đủ đó chính là cạc ép Bucherer Mareno Moonfay. Đây là một chiếc nằm trong bộ sưu tập là Mareno, một bộ sưu tập kinh điển của cạc ép Bucherer. Thương hiệu này thì nếu anh em tìm hiểu nó cũng khá là lớn, đứng trên Longines anh em nhé. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có đầy đủ là lịch moon phase này, lịch thứ, lịch ngày, lịch tháng, thiếu mỗi năm thôi anh em ạ. Đó, kim cọc được tạo hình đẹp và nó đều được thiết kế dạ quang để giúp anh em xem giờ ban đêm. Chiếc này chúng ta sẽ mang mã reference là 00.109.09.07.15.01. Lịch moon phase của chúng ta thì sẽ nằm tại góc 6 giờ. Anh em sẽ biết được lịch tuần trăng, tức là lịch âm hàng tháng. Lịch thứ và tháng thì sẽ nằm tại góc 12 giờ và lịch ngày của chúng ta thì sẽ có một kim báo. Hiện tại đang chỉ là ngày mùng 10 anh em ạ. Kim giờ phút của chúng ta thì sẽ được gắn dạ quang giúp anh em xem giờ ban đêm. Kim dây chạy rất là mượt với tần số rộng là 28.800 ppm. Logo của cạc ép Bucherer thì sẽ nằm tại góc 12 giờ, biểu tượng hình lốc xoáy rất đẹp. Đó. Mặt dial được thiết kế bằng một cái mặt trắng chia làm 3 lòng. Cái lòng mà nơi chứa những cọc số của chúng ta thì sẽ được thiết kế bằng một cái mặt màu bạc trẻ tia. Đó. Đúng chính nằm tại góc 3 giờ với logo hình lốc xoáy của cạc ép Bucherer rồi. Và ở hai bên sườn đều được thiết kế bằng những cái phím chìm để anh em có thể sử dụng quay chọc sim. Chúng ta ấn nháy vào thì sẽ chỉnh lịch tất cả những bộ lịch này bằng các cái phím này ở hai bên hông. Đó. Với thiết kế này thì sẽ tạo ra cái sự thẩm mỹ cho chiếc đồng hồ hơn khi mà để nhô bốn cái nút ra, nó sẽ gây ra cái sự mất thẩm mỹ. Cạc ép Bucherer là một thương hiệu khá là tinh tế, chỉn chu. Với đường kính là 38mm, độ dày là khoảng 10mm và lung càng thiết kế rất là cân đối, phù hợp với anh em cổ tay từ 16cm trở lên. Đi kèm sẽ là một sợi dây da cá sấu màu nâu cánh gián rất đẹp. Đó. Cùng với một bộ khóa xiên của cạc ép Bucherer với logo của hãng. Ở đây vẫn còn tăng mát đầy đủ anh em nhé. Sợi dây sử dụng là size 18-16. Đây là phần máy của chiếc cạc ép Bucherer này. Ở đây thì sẽ có một cái lớp siêu thì mình sẽ nhấc nhẹ cái lớp siêu này ra để sâu lên cho anh em xem cái bộ máy bên trong. Cụ máy nền tảng sử dụng là cụ máy ETA 2892 nền tảng. Và nó được modify thêm một số tính năng như là thứ ngày tháng moon phase, lịch tuần trăng. Với quả văng automatic được thiết kế màu vàng rất đẹp. Cỗ máy này thì sẽ có 25 chân kính, tần số sử dụng là 28.800 ppm, tương đương với 4 hertz và thời lượng chưa cót của chúng ta là khoảng 42 giờ. Ở phần đáy của chúng ta cũng có đầy đủ một số thông tin như là Mareno, đây là bộ sưu tập của chiếc này cùng với một cái đầu mã reference. Độ chống nước là 30m, tương đương 13 atm. Rất đẹp nhé. Cái mặt kính sử dụng sau đáy cũng là một mặt sapphire nguyên khối với hiệu ứng đánh vân ở bên trong máy rất đẹp. Với chiếc cạc ép Bucherer, một chiếc Mareno New Full Box, bên mình giao lưu lại với anh em mức giá rất là tốt là 79.800.000. Hàng đang có sẵn tại địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để anh em lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa bên mình có hỗ trợ ship COD. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10%, bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.